Hello everyone, it's me again, I'm Yimmy. Today, let's learn some things in the basement. Number one, we have this tool. It's very popular. It is screwdriver. Screwdriver. Mình có cái âm kép ha. S đầu tiên là s, xong mà cr, cr. Screw, screw, screwdriver. Screwdriver, screwdriver. Screw. Screw, screw, screw. Đó là âm u dài ha, nên mình kéo dài sẽ là u. Screw, nail, nail. Mình giữ lưỡi ở phía sau hai răng ha. Nail, nail. Next one, adjustable spanner. Adjustable spanner, adjustable spanner. Or we can say adjustable wrench. Adjustable wrench. Adjustable wrench. Pliers. Mình nhớ bậm môi tạo thành âm p. Pliers. 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 Saw. 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 Âm o dài ha. Saw. Hammer. A. Hammer. Hammer. Axe. 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 Mình lưu ý có hai cách viết như vậy. Axe. Axe. Rồi, các bạn nhớ comment những cái câu của riêng mình với những cái từ trong video này để nhớ từ nhanh hơn vậy nha. Nếu bạn muốn cải thiện phần phát âm tiếng Anh của mình, hãy cùng tham khảo khóa học luyện phát âm online. Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi với chi phí vô cùng tiết kiệm. Link đăng ký ngay bên dưới video này bạn nha.